rồi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình chính là Sammy Nước. Ok, không thì vui. Hôm nay Không vui thôi, nói chung là bả vẫn là Sammy Nước anh em ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một video, chúng ta sẽ chơi trò chơi mini game. Sau đó chúng ta sẽ chiến thắng và giành được phần thưởng. Lần trước bọn mình đã giành được phần thưởng là một cây kẹo mút to khổng lồ rồi. Còn phần thưởng lần này là gì nào? Thật ra phần thưởng lần này hơi bị đắt tiền nha anh em. Không phải là 1k hay là 100k đó đâu, mà phần thưởng lần này xứng đáng đạt được 1 triệu. Đó, phần thưởng lần này là 1 triệu luôn anh em ơi, ghê không? Phần thưởng 1 triệu là gì? Đó chính là, xin giới thiệu anh em, mô hình mini world. Đây anh em nhìn nè. Đây, xin giới thiệu anh em, đây là hai cái mô hình mini world mà mình mới được mini world tặng anh em. Đó, anh em thấy không? Hai cái mô hình mini world siêu đẹp luôn. Wow. Và mỗi cái mô hình này nè là nó khoảng 200 mấy, là gần 500 ngàn anh em ơi. Nói chung hai cái tiền ship nó là gần 1 triệu luôn anh em ơi. Đó, quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi. Và lần này người nào mà chiến thắng sẽ được hai con mô hình này luôn, mô cả hình của mini world, cả hai con luôn nha anh em. Được cái gì? Còn người thua không được gì hết. Ok, chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình đã rủ Sammy vào trong game mini world nè. Và lần này á, bọn mình sẽ chơi khác mấy lần trước một chút, là bọn mình sẽ không phải là chơi theo kiểu là bắt cua nữa anh em ơi, mà lần này bọn mình sẽ chơi là vẽ tranh anh em ạ. Và người đúng rồi, thi vẽ tranh, và người nào vẽ tranh đẹp hơn á thì người đó sẽ được nhận hai cái mô hình của mini world. Và người chấm điểm cho chúng ta chính là mèo Simmy. Một tí nữa mình sẽ mời mèo Simmy vào đây để chấm điểm cho mình, tại vì mèo Simmy là cái người vẽ đẹp nhất team mình. Mèo Simmy sẽ là ban giám khảo nha anh em. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Đây. Đây thì lại đây Sammy, lại đây. Bà thấy cái nút này không? Khi mà bà bấm vô cái nút này nè, là trên đây nó sẽ tạo ra một con vật, và khi mà bà chọn chúng con vật nào thì bà phải vẽ con vật đó, hiểu không? Ồ, vậy đúng rồi. Đúng rồi, chọn đi. Ồ, con heo. Rồi coi như là Sammy sẽ phải vẽ con heo anh em ơi. Rồi đi ra con heo kìa. Tới lượt mình nè. Tít. Ồ, tôi trúng con cừu. Sammy ơi, tôi bấm trúng con kiều. Ok, vậy là mình sẽ là người vẽ con kiều, Sammy sẽ vẽ con heo. Bà muốn đổi không? Heo dễ hơn. Ok thôi, bà vẽ con heo đi, tôi vẽ con kiều. Thôi hay cho tôi đổi con khác được không? Tôi bấm lần nữa đổi con khác được không? Ok ok, tôi không biết vẽ con kiều, khó lắm. Con gà. Yeah, mình được vẽ con gà rồi. Ok. Rồi đâu thì vẽ nào. À, con gà thì đầu tiên là mình sẽ vẽ cái đầu của nó nè. À, cái đầu của nó như thế này. À, mình là mình biết các anh em là Simmy là một cái người cực kỳ thích những cái hình ảnh dễ thương luôn, cho nên mình sẽ vẽ thật là dễ thương để Simmy chọn mình. Tôi còn biết là tôi tè lắm luôn không mua đùa. Ok rồi, sau đó mình sẽ vẽ cho con gà một cái màu màu đỏ. Con gà là thường thì nó có cái màu màu đỏ anh em, mình sẽ vẽ cho nó một cái màu màu đỏ ở đây. Đó, cái màu gà đó, vẽ đây như thế này. Ok, trên đầu con gà cũng phải có một cái màu gà luôn. Đó, như thế này. Ok, rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ con gà một cái miệng màu vàng. Một cái miệng như thế này, sau đó là vẽ thêm con mắt cho con gà. Con mắt con gà thì mình sẽ vẽ to tròn. Như thế này được không ta? Nhìn như thế này, nhìn cute hơn nè. Đó, rồi, sau đó là mình sẽ vẽ cho con gà một cái thân của nó. Cái thân của nó cũng sẽ là hình vuông đó các bạn ơi. Nhưng mà cái này sẽ là vuông dứt tí, chứ không phải là vuông, ấy là vuông các bạn hiểu không? Vuông kiểu như là vuông tròn anh em, hả? Ok, đó, con gà béo ú một luôn anh em ơi, con gà béo hay là béo luôn nè. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cho con gà một cái gì ta? Một cái lông màu xám xám ở phía giữa cổ. Con gà thường nó có cái lông màu xám xám ở cổ anh em, mình sẽ vẽ cho nó thế này. Đó, thế này nè, ok. Ok, rồi, khoan từ đây nữa, vẽ cho nó to là chút. Ok, rồi sau đó bây giờ mình sẽ vẽ một cái chân cho con gà. Con gà thì mình sẽ vẽ cái chân màu vàng luôn anh em ơi. Đó, thế này. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vẽ cho nó thêm gì ta? Cái cánh vào, cái cánh của con gà. Vẽ như thế này. Đó, rồi sau đó vẽ xuống đây. Đó, ok. Simmy bảo đảm sẽ cực kỳ thích con gà của mình luôn, tại con gà của mình vẽ rất là dễ thương luôn anh em ơi. Còn con heo của Sammy thì mình không biết sao, chứ mình thấy con gà của mình vẽ đẹp lắm á. Sammy là chị của Simmy, cho nên là Sammy vẽ cũng khá là đẹp. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ chiến thắng được anh em ạ. À. Đó. Ok. Đó trời. Mấy bạn thấy con gà mình vẽ nhìn dễ thương không? Nhìn cute không? Quá cute luôn. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cho con gà thêm gì ta? Mình phải vẽ cái gì á nhìn cho dễ thương một tí.
thì Simmy mới chọn là con gà của mình thắng được. Đó, từ để thế này đi. Đó, một cái hình trái tim anh em ơi. À, trên này hàm chấm nó giống hình trái tim nè. Đó, một cái hình trái tim ở đây. Đó, bé gà đang nổi lên hình trái tim, nhìn rất là cute for my wear luôn. Ok rồi, bây giờ là mình sẽ để bé gà của mình ở đây và mình qua mình coi Sammy đã vẽ thế nào nha anh em. Ok, mình đã vẽ xong rồi nè. Sammy, bà vẽ xong chưa? Đang vẽ nè. Đang vẽ hả? Đâu qua coi. Chị. Cái gì mà con heo gì đâu nhìn như con chó búp vậy? Heo mà. Con heo gì nhìn giống như con chó búp vậy? Mấy bạn ơi, mấy bạn không. Búp là con gì? À, không, nhìn giống con bò mới đúng, con bò nó có màu trắng nè với là màu đen nè. Không, là cái bóng. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy con heo của Sammy có đẹp không? Mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, cũng được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mời mèo Simmy vào để cho Simmy chấm điểm cho chúng ta nha anh em, để coi ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người nhận được mô hình của Mini World nha anh em. Ok mọi người ơi, mình đã mời mèo Simmy vào đây. Simmy là cái người vẽ đẹp nhất team mình luôn. Cho nên là mình sẽ mời Simmy vào đây để Simmy chấm điểm nha anh em. Simmy là người vẽ đẹp nhất cho nên Simmy được quyền làm ban giám khảo. Ok rồi, Simmy đi theo tôi. Ok. Xin giới thiệu Simmy, đây chính là bức tranh của Sammy. Đó, Simmy xem đi. Để tôi miêu tả thử nha. Đây là Sammy đang vẽ một con lợn, cái bãi hoa nhưng một hoa cắm trên đầu với một bãi bùn ở dưới. Đang được tùn. Một sự kết hợp hài hòa giữa bông hoa và một bãi bùn. Đúng rồi đó. Ok rồi, còn đằng sau đây chính là bức tranh của tôi. Simmy đi theo tôi nè. Qua đây. Ok, bây giờ mình sẽ chấm qua tác phẩm của Phong. Đây là tác phẩm của tôi. Một con gà sao? Đúng rồi, một con gà. Oh my god. Một con gà. Nó đang gọi là thể hiện trái tim tình yêu với những bông hoa sáng rực rỡ. Đúng rồi. Oh my god. Hoa đó hả? Đúng rồi. Đúng, một tác phẩm tuyệt tác tuyệt vời. Trời ơi, anh em nghe chưa? Tác phẩm tuyệt tác tuyệt vời luôn anh em ơi. Hả? Rồi, ok một rồi. Gà rất là cute. Ok. Đúng rồi. Bé ú nữa. Rồi Simmy chấm điểm đi. Ai là người chiến thắng? Thì sao? Chị tê lắm luôn á. Chị có bóng xây đồ này luôn. Một con heo và bên này là con gà. Ôi, đúng là một cái tác phẩm khó chấm, nhưng mà kết quả chỉ có một. Đúng rồi. Tôi gọi tên chính là người chiến thắng. Ok. Và xin chúc mừng Phong Cần Sao Đô đã chiến thắng. Anh em ơi, mình chiến thắng rồi. Mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy sức mạnh của Phong Cần TV chưa? Phong Cần TV đã chiến thắng. Bé gà của Phong Cận TV đã chiến thắng. Yeah. Ok thì các bạn thấy ai đẹp hơn thì quá cũng đừng quên chấm cho Phong nhất nha, bởi vì đúng là rồi. Đây chỉ là qua con mắt của mình thôi, có thể các bạn có một đôi mắt đẹp hơn mình sao đấy. Mấy bạn bình luận bây giờ chứ. Mấy bạn thấy ai vẽ đẹp hơn mình hay là Sammy, nhớ bình luận cho mình biết nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi bóc quà hay nào anh em ơi. Yeah. Ok các bạn ơi, thì mình là người đã giành chiến thắng anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp cái con này ra để xem thử coi bên trong có gì nha anh em. Cho tôi hộp đi. Không, tôi là không, người đi. Tôi là người chiến thắng, cái hộp này phải thuộc về tôi mới đúng. Ok bây giờ mình sẽ mở ra nha anh em. À, khui mở hộp, ra nè, khui hộp ra nè. Ủa, đầu tiên mình sẽ mở cái con nam, nhân vật nam trước nha anh em. Đây. Oh my god, đẹp ơi là đẹp luôn. Ở bên trong nó có gì nữa nè? Ở bên trong nó có gì nè, từ các bạn đợi mình tới nha. Hình như bên trong nó có gì nữa sao á? Tấm thẻ nè. À, đẩy bên này. Ô, bên trong nó có một cái tấm thẻ anh em ơi, anh em nhìn nè. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn nè, đây là một tấm thẻ in hình của con nhân vật này nè anh em nhìn thấy đẹp không? Đó. Còn đây chính là mô hình anh em, đây chính là mô hình của con nhân vật này. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Ra cho mọi người xem luôn. Mở ra nè. Ra, lấy nó ra nè. Ta da, trời ơi các bạn nhìn nè. Đây, các bạn nhìn nè, từ để mình focus cho các bạn xem nè. Ồ, mấy bạn nhìn nè, quá đẹp luôn, trời ơi. Siêu ngầu luôn các bạn ơi, cái này là cái phi tiêu của nó nè. Ui, siêu ngầu luôn. Wow, có cả cái khăn ở sau lưng của nó luôn nữa các bạn. Ui, trời ơi, ngầu quá à. Wow, ok. Đây là nhân vật nam của chúng ta nè anh em, bây giờ mình sẽ mở nhân vật nữ nha, rồi Sammy cầm giúp tôi. Không, để tôi mở với, xong cho đây, tôi mở đi. Đây là nhân vật nữ nè, tôi là người thắng, tôi phải là người mở mới đúng. À, đây anh em nhìn nè, nhân vật nữ này trong đây nó cũng có một cái thẻ nè anh em, đây là thẻ của nhân vật nữ nè anh em, đó thẻ nhân vật nữ. Rồi đây là nhân vật nữ, đây cha đà. Đây anh em xem này. Wow, trời, nhân vật nữ cũng đẹp không kém luôn anh em ơi, nhìn cực kỳ đẹp luôn nha, màu cực kỳ đẹp luôn, coi nè. Wow, cái tóc nè, cái tóc làm cực kỳ đẹp luôn.
Wow, hình như là có con nhân vật nữ này đang ngồi may may cái gì anh em ơi, may may vá cái gì nè anh em nhìn nè, hình như nó đang ngồi, nó đang đăng lên anh em ơi, đây nhìn nè. Wow, quá ngầu luôn. Ok anh em ơi, vậy là một mình được nhận hai con đó bạn ơi, siêu đẹp luôn ơi, đã ok, hai con siêu ngầu luôn. Làm gì ạ? Xin một cái đi. Không cho. Cho một cái thôi, một cái không thôi. Cho, không cho mấy bạn ơi. Sammy đòi xin mình cái này nè. Anh em nghĩ là bọn mình có nên cho không? Cho đi. Cho anh em. Bạn nào muốn mình tặng Sammy một cái hãy bình luận số 1 cho anh biết nha. Ok, còn bây giờ tạm thời mình tặng Sammy cái đi. Nếu như mà ít bình luận số 1 quá. À không, khoan. Gì á? Nếu như các bạn muốn mình tặng con nhỏ nhân vật nữ này cho Sammy á, các bạn hãy ủng hộ mình 10.000 like nha. 10.000 like thì mình mới tặng cho Sammy nha. Còn nếu mà mình coi lại mà không được 10.000 like thì mình sẽ lấy lại. Ok. Nếu như mà các bạn fan yêu quý Sammy hãy like để ủng hộ cho Sammy được 10.000 like nha. Ok. Rồi lấy đi. Ok. Rồi mình với Sammy mỗi người có một con nè anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nha, và đăng ký ủng hộ cho thành viên trong team Hero nha mấy bạn. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.